mưa đá rơi trắng xóa ở Mộc Châu. Mưa đá xuất hiện ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La, với số lượng lớn, kích thước bằng đầu ngón tay. Từ 21 giờ đêm qua tới đầu giờ sáng nay, tại thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra trận mưa đá, khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang. Cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp và gió lốc giật mạnh, kéo dài khoảng 30 phút. Cùng thời điểm này mưa đá xuất hiện ở nông trường Mộc Châu. Anh Hà Văn Vũ, sinh sống tại thị trấn nông trường Mộc Châu, kể, từ nhỏ tới lớn, tôi mới được chứng kiến mưa đá khủng khiếp như thế này, rất may mưa đá chỉ kéo dài thời gian ngắn. Đến giờ chưa có thông tin về thiệt hại lớn đến tài sản của bà con. Mưa đá xuất hiện ở diện rộng, dọc theo quốc lộ 6 cũ. Đều có những hạt mưa đá, có đường kính khoảng từ 2 đến 3 cm, phủ kín cả ven đường. Thời điểm mưa đá, thời tiết ngoài trời ở mức trung bình, không có dấu hiệu mưa, người dân không phải mặc áo rét. Tăng cảnh siêu tăng đặc biệt và nguyệt thực 150 năm mới có một lần. Thời tiết tối ngày 31 tháng 1 ở nhiều vùng trên cả nước không tốt, nhưng nhiều bạn trẻ yêu thiên văn học vẫn háo hức chờ ngắm siêu trăng đặc biệt 150 năm mới xuất hiện một lần. Mặc dù tiết trời khá lạnh, nhiệt độ giảm sâu, nhưng nhiều bạn trẻ yêu thiên văn vẫn tập trung tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội để ngắm siêu trăng màu đỏ. Hình ảnh siêu trăng lúc chuyển sang màu đỏ được độc giả Thi Thông chụp lúc 9 giờ 30 tối. Nguyệt thực tối ngày 31 tháng 1 này là hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất năm 2018 đối với người quan sát tại Việt Nam, bởi hơn 150 năm mới xuất hiện lại, lúc này trăng trong ảnh đang đi ra khỏi vùng tối của trái đất. Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, nguyệt thực là hiện tượng xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm thẳng hàng với trái đất ở giữa. Do có trái đất chắn phía trước nên mặt trăng chỉ nhận được rất ít ánh sáng từ mặt trời, vì vậy chúng ta sẽ thấy nó tối hơn nhiều so với trăng tròn thông thường và thường có màu đỏ thẫm với nguyệt thực toàn phần hoặc một phần, hoặc đỏ nhạt với nguyệt thực nửa tối. Siêu trăng đang dần chuyển sang màu đỏ. Trăng máu là tên gọi khác của hiện tượng nguyệt thực toàn phần khi mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ như máu. Màu đỏ này do ánh sáng từ bề mặt mặt trăng bị khúc xạ khi xuyên qua khí quyển trái đất, sau đó bị biến thành màu đỏ khi nhìn bằng mắt người, tựa như bầu trời mỗi khi bình minh và hoàng hôn.
Thank you.